giờ quý vị tập hát bài Ai nói gì, ai nói chi ha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Vậy thôi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi. Tức là bên trong mình á, thì gương mặt mình nó tươi, thì cho gương mặt nó được tươi. Có mấy câu vậy thôi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được. Hát lại một lần nghe coi. Hai ba. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hai ba. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hai ba. Ai nói gì, ai nói chi, rồi câu thứ hai nó còn dễ dữ nữa. Hai bà nghe ha. Nghe bên này, khoan hát theo, mới nghe hát rồi nghe bà hát rồi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Dễ không? Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Hai ba. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Và hai đoạn luôn ha. Hai ba. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được vui, cho cơn mặt nó được tươi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Hay quá. Học luôn đoạn thứ ba. Giờ đoạn thứ ba nha. Trên đời này luôn đổi thay, trên đời này luôn đổi thay, vô vô thường, vô vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Dễ không? Trên đời này luôn đổi thay, vô vô thường, vô vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô vô thường, vô vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô vô thường, vô vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi.
hình như cái chỗ ta đau buồn làm chi hát yếu quá à. Nghĩa là ta còn buồn dữ lắm á. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Hát lại một lần nghe cho hay nè. 2, 3. Trên đời này vô thường, vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Giờ hát 3 câu luôn nha. Hát 3 đoạn luôn. 2, 3. Ai nói gì, ai nói chi, miệng miệng cười, miệng miệng cười, cho con mắt nó được vui, cho con mắt nó được vui. Kẻ bên này xem qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Bây giờ quý vị hát một lần mà không cần pháp hòa nè. Để coi coi mình thuộc được bao nhiêu nha. 2, 3. Ai nói gì, ai nói gì, tiếng tiếng cười, tiếng tiếng cười, cho con mắt nó được vui, cho con mắt nó được vui. Kẻ bên này xem qua đây, giỏi lắm. Phải chi mà thuộc kinh được dễ đỡ. Nhưng mà thưa đại chúng, thật sự một bài hát tuy nó ngắn nó vui thôi, nhưng nếu nó có khả năng chuyển hóa buồn khổ nơi mình, giá trị của nó vẫn bằng một lời kinh. Bởi vì chữ kinh nghĩa là có công năng đẩy mọi phiền não ra khỏi tâm mình, như là một cái dòng nước chảy mạnh đẩy mọi rác rưới ra khỏi những suối khe. Chữ kinh có 5 cái tác dụng, trong đó có một cái chữ gọi là tuyền dũng, dòng nước chảy mạnh có thể đẩy các rác ra khỏi cái gốc gách, những cái gốc cạnh gạnh của suối, của khe. Nó có thể, kinh nó có công năng đẩy mọi phiền não ra khỏi cái góc cạnh của tâm hồn mình, những ngõ ngách của tâm hồn mình. Cho nên một lời hát mà nó có khả năng chuyển hóa. Và Pháp Hòa thì hay mượn mấy cái bài dân ca như vậy, và xin phép được chuyển cái lời tu tập. Thì Pháp Hòa nghĩ là những cái lời mà nhạc á, đa số quý vị thuộc hết rồi. Cái điệu nhạc á, dân ca Việt Nam phần lớn mình thuộc. Bây giờ mình chuyển những cái lời lại để cho mình vừa có tính cách vui mà nó có công năng trị liệu chuyển hóa cho mình. Cho nên đây là một trong những bài mà Pháp Hòa đã chuyển lời để cho chúng ta thực tập. Còn rất nhiều những bài dân ca như vậy. Ví dụ cái bài mà ở đây thuộc cái bài mà bông sen bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi. Pháp Hòa cũng sửa cái lời đó để cho quý vị hát. Rồi ở đây quý vị thuộc cái bài kìa con bướm vàng không? Pháp Hòa cũng sửa lại cái lời đó. Nói chung là đa số những bài nhạc ngắn ngắn mà quý vị thường quen biết cái điệu nhạc đó, Pháp Hòa sửa lời lại.
Ở đây có ai thuộc bài Đời Tôi Cô Đơn không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Phải không? Giờ mình sửa lại. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn. Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay. Khi thất tình bao lần để vào chùa để ân tu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt nha. Xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023. Chúng ta đang ở tại chùa Kim Cang thuộc thành phố Davenport, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Tối qua ngủ có ngon không? Có ai hồi hộp chặn giấc ngủ không tròn tại nôn đi chùa không? Sao giống em quá vậy? Hồi giờ xa, hồi tối em ngủ không được, em nôn, sáng nay được gặp đại chúng. Thưa đại chúng, sáng nay thay vì Pháp Hòa chọn một cái đề tài thì chúng ta lại có một ít câu hỏi trên bàn. Pháp Hòa nghĩ là cũng đủ, tại vì quý thầy ban tổ chức cho chúng ta có 45 phút. Bây giờ đã là 10 giờ rồi, chúng ta phải dừng trước 11 giờ để có khóa lễ chính thức. Cho nên bây giờ mình đi thẳng vào những câu hỏi, thì hy vọng là chúng ta đủ giờ để trả lời những câu hỏi. Và chúng ta tôn trọng một câu hỏi đầu tiên bằng tiếng Anh, thì Pháp Hòa xin đọc tiếng Anh câu hỏi này và trả lời bằng tiếng Anh luôn để cho các bạn hỏi câu này. Con của con, I have a question. Why do we pray to Buddha as he is a god? Actually, we do not respect the Buddha as god or a saint or a holy person. Buddha is our teacher who shows us the way to live and to practice. But our mind, we wonder a lot. So that's why we need some image in order to be a symbol to direct our mind. Just like when you salute to the national flag, it's only a piece of fabric. But how come we all need to stand straight formally and salute to that flag? Because that piece of fabric contains the soul of the nation. The statue of the Buddha is not the Buddha. But the statue of the Buddha have the capacity to help us to direct our mind, to bring our mind, our body in one place. Let's say you come to this hall. You want to turn to somewhere, you say, Buddha. You look around, oh, this is the Buddha. You direct your mind, your body, your mind right away.
So first of all, when we bow to the statue, we only bow to the statue that represents the symbol for the Buddha. The statue is not the Buddha. But we unable to direct our mind unless we have some symbol to direct us. Just like when you are driving, you don't know where to turn. Actually, they do have a way to turn, but you need a sign to help you turn left, turn right, so you know where to turn. Otherwise, we have no hint to turn, right? So same thing. We do not pray to the Buddha. Once we pray, we reread what the Buddha taught us. So in other words, we are review, we are reciting the teachings. So make the teachings become firmly, strongly into our mind, into our heart, so we can apply, we can make that into real in daily life. Anything we don't read regularly, we're not able to understand and remember. So that's why we need to review and reread often, so we won't forget what the Buddha taught us. But in order to direct the mind, we stay in front of the statue and read to help us to focus and direct the mind. The most important is you take the words and bring that into your daily life. So you pray too. That means you make that prayer become yours. First of all, you need to do something, but after that, it's yours. Just like you say, oh, I have to do homework for my teacher. It's not for your teacher, for yourself. But when you say, when you declare to someone, I need to do homework for my teacher, so your teacher asks you to do, you think that you do for your teacher, but actually you do for yourself. So the more you do it, the more you write, the more you skillful, you talent on that. So we pray. We pray for ourselves. The word pray, it means you make the commitment, the vow to live according to that. Do not, we are not only pray and asking, we pray in order to return to the words so we can take that. Same thing as you do the taking refuge today. I take refuge in the Buddha. First of all, you take the Buddha, the historical Buddha, as your teacher, in order to see the teacher within you. You must be the teacher of yourself. You have to discipline yourself. No one can discipline you 100% than yourself. You turn on your alarm clock, you wake up at 7 o'clock to school. But if you do not discipline yourself, you must teach yourself that you wake up on time. Wake up on time, go to school on time. That is your responsibility. Your mom, your dad, they need to wake you up. You leave alarm clock. They just something to support you. But you are the one who must make the commitment to do that. So the word prayer too. Pray in Buddhism means you reread what you have learned and you make the vow to live according to that. For example, you say, oh Buddha, may you bless us with healthy. Yeah, bless means the Buddha will show you how to live healthy. If you follow the fifth mindfulness training, be very careful on your daily consumption, you will be healthy. If you eat well, you will be well. If you eat unwell, your body, your mind will be unwell. So pray in order to find the right direction for you to live. The second question, why do we need to declare ourselves Buddhist? In Buddhism, if Buddhism is more philosophy than a religion, declaration in order to remind you. For example, we used to have the habit of forgetting. So when you say, I'm a Buddhist, that means to remind you to live as a Buddhist. What does Buddhist mean? The one who awakes.
every time when you do something, if you forget you are Buddhist, you may do something wrong. For example, if you say, I am a student, you must talk to your teacher like a student. I am Vietnamese, so you won't do anything to hurt your community. So if you know who you are, you do something right on your position. If I say, I am a monk, I will live like a monk. If I forgot I am a monk, I will live like a regular person. I will swear. I will do something wrong. So if I remind myself all the time, I am a monk. You know, even the Buddha taught us, every morning, all the monks, the nuns, when you wake up, the first thing you do, take your hand, touch your head. Oh, I have no hair. Once you know you no hair, you do something as the one who have no hair is a monk. Because in our tradition, when you become a monk, a nun, you shave your head just to symbol your life and make you look different than a regular person. Once you look different, you will do something different. So declare doesn't mean, you know, you attach to what is called Buddhism or philosophy, but declare in order to remind you to live as what you want to be. I am a son, a daughter. Then you will be a good son, daughter to your mom and dad. If you forgot who you are, you may do something not your responsibility. Is that clear? Yes. Mm. I used to declare every morning when I wake up. Wake up this morning, I smile. I have 24 brand new hours to live. That is also a declaration to remind you have another day to live. We may not have tomorrow. You remember that? We may not have tomorrow. And there is a day that we are unable to finish that day. So every day we have, be happy and be enjoy the day we have. There is another day we are unable to finish. So any day we have, even today, we declare I have a new day to live. Maybe we only have half day because we may die half with half day. We may die at night, we may die anytime. So declaration, not to be show off or anything, just to remind yourself. Because the word Buddhist is not a member. Buddhist means the one who lives with awakening. Because the word Buddhi means awake. Da means a person. So the word Buddha combined by two words, Buddhi and a person. A person awake, who awake we call Buddha. A being that awake, that able to help others, we call Bodhisattva. The being that awakes. And that being continue to bring what they awake in order to awake others. So philosophy is not just to teach. If you are stand up in your class and you just share your philosophy, you are a philosopher. And you, what you say is only a philosophy. Now, you must turn yourself from a philosopher, become a practitioner. In Buddhism, we like the word practitioner more than a philosopher. Practitioner means you are the one who learn and practice. I hope that with my short answer will answer you a little bit. If you have more questions, you can come and see the nun here. Bây giờ mình có một câu hỏi kế tiếp. Bạch thầy, thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời? Tu như thế nào để lên cõi Tây Phương? Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A Di Đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu.
Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc, hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó. Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn. Nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang hai chiếc dép không? Một đôi thôi. Mỗi lần là chỉ một đôi thôi. Đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn. Muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu. Cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa. Không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi. Nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm. Nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được. Xa xa mờ mờ không biết ở đâu. Không cao cũng không xa. Trời không có xa, trời không có cao. Trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời đó là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá mà lên trên bàn có 3 món ăn, bằng lòng với 3 món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Không? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời. Một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè. Muốn đi đâu là vèo cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, mà giờ nó có thiệt. Phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết.
Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều. Ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là làm mười. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời, nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói á, cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh, có áo lạnh mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt bốn mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh nó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp, về chừng tháng, hai tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trột luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng nay con làm đẹp, chiều tối con phải rửa, để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên, trôi lên, nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh, chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy, mình làm đẹp mà có tu tập. Quý hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, Cực Lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là Cực Lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra,
mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời. Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi chỗ đó kiếm một người tới thăm không có. Tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không? Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được. Hãy gieo cái hạt giống đó, để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi, muốn chết dễ, sống phải dễ, còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quả vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai, chỉ quan trọng là mình, cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, đã muốn đó, nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền, có nhiêu xài hết nhiêu, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á, nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó, hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị phá vào ví dụ nè, lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, đi vòng thế nào cũng hỏi ở đây có chùa không, đi chơi nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không, ở đây có quán phở nào ngon không, thí dụ vậy. Tức là cái tâm mình hướng như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào, cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày, để chúng ta, nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện, mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp. Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó thiện được suốt đời và cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối đời mình nổi sân lên một cái giây phút đó. Đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, Cụ Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, huống chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là cửu huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả cửu huyền thất tổ. Cửu huyền là gì? Chính đời, quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha, mình,
con mình, cháu mình, chắc mình. Đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích. Thì như vậy thì bảy đời là ông cố, ông nội, ba mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bằng thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết. Hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một cuốn album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội, hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị cuốn album đó. Là bởi vì hết đời mình, ai nói cho nó nghe? Ông này là ai? Tên gì? Sanh năm nào, mất ngày nào? Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết, mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ cửu quyền thất tổ, không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng dỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái dỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày dỗ chung. Ngày dỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái dỗ, rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày dỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn. Chúng ta phối hợp làm lễ dỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày dỗ chung, các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên. Hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại. Nó nói I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên đến chùa, trong lòng mà buồn lắm. Mà có nhiều người á, họ đem tới họ đâu có để trong chùa đâu, họ đứng trước cửa chùa họ để, xong rồi họ bấm tiếng toan họ chạy xe họ chạy mất đi. Mình tưởng ai đem cái gì tới, ai nhờ đâu, trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm, tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt.
ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết từ bằng Phật tới bằng ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ không ai chịu giữ hết á, thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy, không người nào chịu giữ hết. Thành thử ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn. Còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rùm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy, đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh. Vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tâm hạnh của Bậc Bồ Tát. Xin Thầy Quan Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, mà ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sang tham. Và sang tham nó có mấy loại: sang tham chỗ ở, sang tham về sự học hỏi, sang tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình á. Mình ngồi ở ghế, bóp bên này ghế, bóp bên kia ghế, để chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dở cái giỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang tham về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp á, thay vì mình giới thiệu không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to. Vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình. Vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn. Vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam. Mình ăn gì mình cúng nấy, qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây. Tại vì trong đó có cô hồn Mỹ.
Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ, cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bõng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu: thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà, xa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ, vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về, thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à. Đó. Thôi câu hỏi cuối nha, vì mình hết giờ. Có một em 7 tuổi nó hỏi nè: how can I come when people say things that I don't feel happy to hear that? Làm sao con có thể lắng tâm xuống khi con nghe một người khác nói mà con không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lời nói đó? In order to, you cannot stop people when they say something not happy you, but you able to go to somewhere else to get away from these words. You unable to prevent them, to stop them, but you have the rights for yourself to move away from that area. So when you are not happy with the words when people say to you, go to your room. Walk outside, breathe in and out deeply, enjoy the flowers, enjoy the fresh air in order to calm you. Remember that in this life, you cannot expect other people to satisfy you, but you have the rights, you have the permission, you have the way to help you out of that. You cannot make people happy. You cannot happy with the words what people say, but you can happy by yourself to find your way to stay away from this. You cannot please the environment, but if you change your feelings by moving away from that environment, you will be different. There are a lot of channels. If you listen to this channel, you don't like it, you can switch to another channel. That is your right. They can have 100 channels on TV, but you have a remote control to select what channel you want to watch. Same thing. I share with you a gatha, a verse, when you watch TV. My mind is the screen of TV. I am a remote control. I will select any channel that help me to learn and to be happy to watch and to listen. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chúng ta không có quyền ngăn người khác không được nói những lời dễ thương, không dễ thương, nhưng chúng ta có quyền đi vào phòng để lắng tâm mình. Chúng ta tự mình tìm một con đường an lạc cho mình. Những lời nói, những hành động, những cử chỉ như bao nhiêu những cái channel ở trong TV, nhưng chúng ta là cái remote control. Mình có quyền chọn một cái đài nào để mình xem và nghe, phải không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Your mind is the remote control. Choose any healthy, any happy one to watch and to enjoy. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình không cấm người ta nói bậy, nhưng mình có quyền đi nơi khác để lời nói bậy không ảnh hưởng mình.
Mình không thể cấm được trời mưa, nhưng mình có quyền ở trong nhà nếu trời có mưa. Còn nếu muốn đi ra ngoài, mình có áo mưa, mình có dù. Mình không thể cấm trời lạnh, nhưng mình có áo lạnh. Mình không thể cấm trời nóng, nhưng mình có cây quạt. Như vậy thì pháp bất thiện trong thế gian này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta là người Phật tử có đủ phương pháp để ứng phó với tất cả bất thiện pháp của cuộc đời này, vì chúng ta là một Phật tử rất dồi dào pháp môn. Vì cha của mình là Pháp Vương, ông vua Pháp, mình là Pháp Vương tử, con của vua Pháp, thì không có pháp nào mà mình không có ứng được. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình giỏi á, thì mình chuyển hóa, à đây là lời nói giúp cho tôi nhẫn nại. If you are more talent, more practice, when people say something wrong, not happy you, you can hear, you can learn, oh, this is a chance for me to learn how to be patient. Let's say when you grow up, you have a job under a manager. Under a manager, they can say something very weird to you because they are your boss. In that moment, you cannot say, I don't like your words, I run away from you. No, at that moment, you have to be there with your boss. Even they say something very negative, but that is your job. In this case, you must know that this is a chance for me to improve myself, to change myself, to learn and how to be patient. Có những lúc mình không thể chạy được, như là một người boss của mình, họ la rầy mình, người chủ mình họ la rầy, phải ở đó thôi. Chừng đó mình phải pháp môn gì? Pháp môn nhẫn nại, pháp môn chịu khó. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây.